chào các bạn, nay Yến Sơn Hà giới thiệu các bạn cặp sản phẩm rất là xịn, chậu rửa bát Sơn Hà S105 kết hợp với một chiếc vòi bếp, vòi Potson. Là chiếc vòi Potson có mã sản phẩm là VR6001, sản phẩm Potson của công ty cổ phần Brasl Việt Nam, được sản xuất 100% từ A đến Z tại Việt Nam nhé các bạn. Tức là sản phẩm được đúc từ một cái phôi đồng rất là lớn thành cái vòi này. Ok, sản phẩm chậu rửa Sơn Hà Việt Nam và sen vòi Potson, hàng Việt Nam chất lượng cao, tự hào hàng Việt Nam. Hôm nay là đây là cặp sản phẩm rất là thịnh hành. Yến Sơn Hà đang chuẩn bị chở cho khách hàng ở Hoàng Quốc Việt, và cặp sản phẩm này trước khi giao cho khách hàng thì Yến Sơn Hà sẽ review các bạn xem. Ok, chậu Sơn Hà này, cái này Yến Sơn Hà cũng review khá là nhiều rồi. Chậu Sơn Hà S105.D.2.3, chậu của chúng ta có kiểu dáng là hai hố có bàn, và đây là chiếc bàn bên tay phải, inox 304, cái loại là inox liền khối không hàn nối nha các bạn. Đây là chậu, dòng chậu cao cấp nhất của công ty Sơn Hà hiện tại, và chiếc vòi Potson sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao. Ok, Yến Sơn Hà sẽ bóc ra review các bạn để xem, các bạn xem trực tiếp cặp sản phẩm này. Rồi, trước tiên là cái vòi nhé các bạn. Rồi, tôi để xuống đây để mở cho các bạn xem. Đấy, chậu Sơn Hà S105, và đây là chiếc vòi Potson sản phẩm công ty Brasl. Ok, cái vòi này bán rất là chạy các bạn nhé, và giá hợp lý. Trước khi xem chi tiết thì tôi báo giá luôn cho các bạn để các bạn có nhu cầu hợp với các bạn thì các bạn xem tiếp, đỡ làm mất thời gian của các bạn. Tức là chiếc chậu này S105, chiếc chậu S105 có giá bán cho các bạn là giao hàng miễn phí cho các bạn là 1.680.000 cái chậu này. Và chiếc vòi Potson của công ty Brasl có giá bán là cho các bạn là 1.300.000 đồng. Đấy, 1.680.000 cộng với 1.300.000 thì nó bằng 2.980.000. Đấy, một cặp sản phẩm này chưa đến 3 triệu nhé các bạn nhé, 2.980.000. Ok, giao hàng miễn phí nhé các bạn nhé. Đối với Hà Nội thì tôi có thể giao ngay trong ngày, còn đối với khách hàng ở các tỉnh thì tôi sẽ gửi bưu điện Viettel cho các bạn. Thời gian giao hàng khoảng 3-5 ngày tùy cung đường, tùy tuyến nhé các bạn nhé. Các bạn ở các tỉnh mua hàng của Yến Sơn Hà chỉ cần cấp số điện thoại và địa chỉ nhận hàng thôi, không cần đặt cọc nhé các bạn nhé, không cần đặt cọc. Yến Sơn Hà bán cho các bạn là sản phẩm tự tin, bán cho các bạn là sản phẩm chính hãng, chất lượng. Đấy, các bạn đến hàng đến ngay các bạn thì các bạn kiểm tra chuẩn hàng các bạn mới nhận hàng và thanh toán. Đấy, tránh mọi rủi ro cho khách hàng nhé. Khách hàng mua hàng từ Yến Sơn Hà là tránh mọi rủi ro. Nhận hàng đúng hàng thì các bạn mới nhận hàng và thanh toán, không phải đặt cọc nhé. Nhiều đơn vị là mua hàng là cứ đặt cọc xong rồi để chờ đến hàng chẳng ra gì cả. Ok. Đầu tiên là mở hộp cho các bạn xem cái vòi này. Đây là vòi Potson Brasl này. Đấy, cặp sản phẩm vòi của bạn là có một cặp dây này. Đấy, dây là dây lóng lạnh. Ngay bản thân trên dây cũng có chữ B nhé. Đấy, nhãn hiệu chữ B in chìm ở chỗ cái ốc này này. Tức là Brasl đấy, sản phẩm chính hãng đấy. Đó, ok. Đây. Tiếp đến là một cái giấy bảo hành nhé. Đây là phiếu bảo hành kích hoạt điện tử. Đây cái hướng dẫn các bạn kích hoạt điện tử cũng như là kiểm tra sản phẩm chính hãng này. Phiếu bảo hành của công ty cổ phần Brasl Việt Nam nhé. Rồi. Ok, giờ chúng ta bóc ra. Uầy chà. Hàng siêu chất lượng nó là đây đấy các bạn ạ. Đó, hàng siêu chất lượng nó là như thế này. Ok. Trong các bạn còn có một cái giấy bóng này. Đấy. Vâng, đây là chiếc vòi Potson của công ty Brasl này. Đấy, tôi quay xa xa để các bạn thấy này. Ấy, nguyên bộ vòi nó nhé. Sản phẩm chúng ta được làm bằng đồng đúc nguyên khối. Đồng đúc nhé các bạn nhé.
mạ niken chrome. Đấy, sản phẩm chất lượng là cái sản phẩm được làm bằng đồng mạ niken chrome. Đấy, sản phẩm chúng ta được mạ cái lớp chrome này, các bạn nhìn là sáng bóng. Cái nhìn hàng xịn nó sẽ khác những cái hàng nhái bên ngoài. Đấy, nó sáng choang lên các bạn ạ. Nó sáng choang chứ không còn những cái hàng bên ngoài mạ cũng mạ chrome nó sáng, nhưng mà nó sáng, nó không được sáng xịn. Nó sáng nhưng mà nhìn nó vẫn kiểu hơi đen đen, chứ nó không được sáng bóng như thế này. Đấy. Cái này là công ty Platinum, hàng chính hãng Pozzong nhé. Đấy các bạn nhìn này. Đấy, Pozzong. À, và sản phẩm có dán tem kích hoạt bảo hành này. Đấy, đây là cái tem kích hoạt bảo hành điện tử nhé các bạn. Các bạn dùng Zalo ấy, bật chiếu vào cái mã code này, nó sẽ ra thông tin sản phẩm. Đấy. Cái này là hàng rất là chất lượng, cầm rất là đầm tay này. Đấy, một sản phẩm vòi chúng ta có vòi và cặp dây nóng lạnh sẵn cho các bạn như này. Ok, tiếp tục tôi mở cái chậu ra. Mở hộp chiếc chậu này. S105.D.2.3, chậu rửa sơn hà, inox 34 xịn, hàng cao cấp. Cái này tôi mở khá nhiều rồi, nhưng mà hôm nay thôi kệ, tôi mở cho các bạn xem càng nhiều càng tốt. Cái này có giá bán cho các bạn là 1.680.000 nhé, giao hàng miễn phí. Vâng, sản phẩm chậu rửa sơn hà S105, khi mở hộp ra nó như này nhé các bạn nhé. Đấy, bên trong nó có một túi ni lông như này này. Ngoài ra này, bộ sản phẩm gồm có chậu, thân chậu inox và bộ siphon thoát nước. Đấy, các bạn nhìn thấy siphon thoát nước có hai bầu inox rất là lớn này. Bầu là phi 140 nhé. Những cái dây cao su thoát nước đều có loại thép này, loại dây thép bên trong này. Đấy, rất là tốt. Cái này là thoát nước ngăn mùi nhé, ngăn mùi lên từ cống lên trên bề mặt chậu đó. Ok, đặt hết ra, tháo hết xốp ra. Đấy, sản phẩm chúng ta được đóng xốp rất là cẩn thận, nghe nhắn như này nên là các bạn ở xa hoàn toàn yên tâm nhận hàng. Đấy, tôi chèo giao hàng theo bưu điện Viettel nhé. Vâng, chậu chúng ta nguyên bản của nó chậu như này. Đấy, chậu chúng ta có hai hố và hai lỗ chờ để vòi nhé. Đây, một lỗ chờ để vòi lắp vòi chính, vòi liền chậu chúng ta lắp vào đây. Đấy, còn bên này có cái lỗ này để chúng ta lắp, có thể lắp cái hộp nước xịt rửa chén, hoặc là lắp vòi nước lọc RO sơn hà các bạn. Nhãn hiệu sơn hà được in laser in chìm trên thân chậu, không phải dán tem giấy đâu, in chìm trên thân chậu. Ok. Đấy, bộ sản phẩm chúng ta có chậu này và bộ sinh phong thoát nước đây. Đấy, hàng rất là chất lượng này. Rồi. Các góc cạnh mượt mà nhé các bạn nhé. Đây, giá thành sản phẩm này. Không biết các bạn nhìn rõ không, 2.510.000. Đấy, giá sản phẩm là 2.510.000. Tuy nhiên nếu chỗ nào khuyến mại trừ chiết khấu cho các bạn còn 1.680.000 đồng. Đấy, chậu của nhãn hàng là S105.D.2.3. Ok, chậu cao cấp sơn hà. Đấy, để mặt chậu này, mặt sau này, toàn bộ mặt sau được phủ một lớp sơn xi rất là mịn. Phía dưới cùng là hai cái cao su. Đấy, các bạn nhìn thấy cái răng cao su này, hai miếng đệm cao su chống chống ồn nhé.
đấy, những cái lỗ, hai cái lỗ phi 140 thoát nước đấy, cái lỗ xả tràn ở đây, lỗ xả tràn ở đây giữa hai chậu này. Chậu chúng ta là Inox 304, độ dày 1 ly. Đây, độ dày các bạn thấy độ dày đây. Đây là nguyên độ dày 1 ly ép thành cái chậu như này. Đó. Thì không hề có đường hàn nối nhá, nguyên cái chậu này. Nguyên tấm inox ép thành cái chậu này. Đó. Ok. Rồi, giờ chúng ta tôi sẽ lắp thử các thiết bị cũng như là lắp thử cái roi vào để các bạn xem. Đây, tôi đã để vòi vào cái chậu này, chúng ta nó như này, cái vòi này sẽ lắp vào đây này. Đấy. Nhìn bên ngoài nó sáng và đẹp hơn là trong ảnh rất là nhiều đấy các bạn. Đấy, trong ảnh tôi thấy là nó hơi gần tối tối đấy, ngoài nó sáng lắm. Rồi, ok, giờ tôi lắp cho các bạn xem nguyên bộ này. Đấy, đang review cho các bạn chậu hàng lại về. Hàng cứ về liên tục, hết lại về thôi các bạn nhá. Đang live stream bán chậu. Đây là một lô chậu S80 này. Loại này bán rất là chạy. Đây là kho Yến Xuân Hà nhá. Yến Xuân Hà, kho Yến Xuân Hà tại An Thọ, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Đấy, hàng thì Yến Xuân Hà cứ lấy một chục cái một cứ hết lại về thôi, hết lại nào lấy lại đấy. Đây rất nhiều hàng để phục vụ các bạn. Đây là lô hàng chậu S82. Đấy, đây là lô hàng chậu S105 đang review cho các bạn. Và do chậu S80. Đấy, S80 đang về đây. Hàng rất là nhiều hàng. VR6001, mã sản phẩm là VR6001 và Potson, nhãn hiệu của công ty Brother, sản xuất 100% tại Việt Nam nhé các bạn. Từ những cái đồng nguyên khối đúc và tạo ra một cái vòi như này. Toàn bộ bề mặt được mạ niken chrome, đồng mạ niken chrome, bên ngoài được mạ niken, được mạ chrome sáng bóng. Đây mạ chrome trên hơn dây chuyền hoàn toàn tự động, mạ 3 lớp nhé các bạn, nên là cho độ sáng bóng nhìn rất là xịn. Nhìn thực tế bên ngoài nó còn đẹp hơn ở trong hình nhé các bạn. Ok, đây tôi lắp sẽ lắp thử cái vòi này vào cái chậu này để các bạn xem. Đây là vòi Potson VR6001. Riêng cái vòi này có giá bán là 1.300.000 đồng nhé các bạn. 1.300.000 đồng, ra hàng miễn phí. Và ra hàng miễn phí cho các bạn nhé. Đối với khách hàng ở Hà Nội thì có thể ra ngay trong ngày. Và khách hàng ở các tỉnh thì tôi định di lượng Viettel, bên vận chuyển Viettel ra hàng cho các bạn khoảng thời gian giao hàng khoảng 2-5 ngày tùy cung đường. Ok, rồi tiếp theo là cái đây bộ chậu Sơn Hà S105. Bộ chậu nó có gồm một cái bộ siphon thoát nước này và thân chậu đây. Đây là chiếc chậu S105 hai hố có bàn, và đây là chiếc bàn bên phải. Sản phẩm ta đặt làm bằng inox 304 đúc liền, dập ép liền khối không hàn nối. Các bạn toàn bộ mặt ngoài này được phủ một lớp sơn chống ồn bảo vệ inox, và ở dưới cùng là hai lớp đệm cao su chống ồn. Đó, sản phẩm được xử lý bề mặt bằng công nghệ điện hóa cho bề mặt sáng bóng vĩnh viễn các bạn. Trong suốt thời gian sử dụng, dù bao nhiêu năm các bạn sử dụng thì luôn sáng bóng như này. We'll be right back.
soi này có thể quay sang bên này, quay bên này nhé. Có chị nên là quay cảm giác nó rất là êm và nhẹ các bạn. Quay rất là nhẹ nhàng, êm. Ok. Cuối cùng mình sẽ ba lách cái bộ chúng ta lại vào. Chọn là chúng ta đặt vào bàn đá và hoàn thiện thôi. Đấy các bạn nhìn thấy chiếc vòi này rất là đẹp. Đấy các bạn là nhìn thấy các bạn là chậu này. Đấy, hai dây này, dây nóng lạnh này chúng ta tới kết nối vào đường ống đã chờ sẵn ở trong tường thôi, bên nóng bên lạnh. Đấy, hai cái bầu chi phông inox này chúng ta kết nối các bầu chi phông thoát nước này. Cái này tôi lắp mấy lần rồi, xin các bạn nhiều lần rồi, ok. Đó, chúng ta lắp bộ phận thoát nước vào hai cái bầu chi phông này là lắp đặt lên bàn đá là ok. Cái chậu này chúng ta có thể lắp âm bàn đá hoặc là lắp nổi bàn đá đều được nhé các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy mặt sau này. Dáng rất là mịn, rất là xịn nhé.